Bé trai lái ô tô hộ tống bố đi đón mẹ về dinh, bé tí đã phải đại diện nhà trai đi hỏi vợ. Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ một clip ghi lại khoảnh khắc chú rể đi đón dâu. Đáng chú ý, người hộ tống chú rể chính là con trai của cặp đôi. Cô bé ngồi trên chiếc xe ô tô đồ chơi được dán chữ hỷ và trang trí bóng bay dẫn đường cho bố đi rước mẹ về dinh, khiến nhiều người bật cười. Bé trai cũng được bố chuẩn bị cho rất chỉnh chu, mặc áo sơ mi trắng, cổ thắt nơ. Biểu cảm đáng yêu của cậu bé khiến nhiều người suýt xoa để lại bình luận khen ngợi cũng như chúc phúc cho gia đình nhỏ. Một số bình luận của độc giả sau khi xem xong đoạn clip này: sau này nó đỡ thắc mắc sao cưới mà ông bà bố không mời nó. Tí tuổi đầu đã phải đại diện họ nhà trai đi hỏi vợ cho bố. Vậy cho sau này nó đỡ thắc mắc chứ, như bé nhà mình suốt ngày lôi ảnh cưới bố mẹ ra xong hờn vì bố mẹ không cho con đi đám cưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.